Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái chiếc xe đạp gian dòng XCR3500. Dòng XCR này ấy, là cái dòng chuyên, là cái cấu hình của nó thường thường sẽ là bánh 700C đó, và có giảm xóc. Cấu hình thì khá là tốt của dòng địa hình đưa sang. Thì cái dòng này thì nó đi hỗn hợp các loại đường luôn, cả trong phố, đồi núi, rồi đi touring, đi phượt, đầy đủ hết. Dòng này đó là dòng rất là nhiều các bác ưa chuộng. Thì hôm nay em có về chiếc XCR3500, em sẽ quay chi tiết vào cho các bác xem nhé. Con này là size M các bác nhé, size M phù hợp các bác trên dưới 1m7, 1m65 đến 1m75. Đây, về phần sơn thì sơn là nguyên bản, có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi, nhưng về tổng thành thì còn khá là ổn, một vài vết xước nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Đấy, còn tất cả là sơn nguyên bản lì luôn, không có, tổng thể là đẹp. Đấy, quay rõ từng giống từng ấy một cho các bác. Bộ chuyển động là Anivio các bác nhá, gạt đĩa Anivio, Shimano Anivio, đùi đĩa Shimano, đè Anivio 9 lít, mayo hãng gian, phanh dầu Shimano. Cọc yên gian và yên còn rất là đẹp luôn. Ni lông phốt tăng gian, tay bấm Shimano Alivio, phanh dầu Shimano, giảm xóc. Xe size M thì dòng gian này thì không cần phải đo size nữa, từ 1m65 đến 1m75 dòng size M. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ em sẽ vào chi tiết chuyển động cho các bác xem nhé. Xe được trang bị là 9 níp, 3 đĩa. Giờ em sẽ lên níp cho các bác xem. Số má hoạt động êm ái, chân chu. Đúng níp, nhẹ nhàng luôn. Đó. Giờ em sẽ lên xuống đĩa này. Đây là đang ở đĩa chung nhá. Xuống đĩa này. Lên đĩa 2 này. Lên đĩa 3 này. Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn. Lên xuống. Rất là nhẹ nhàng. Vâng, và xe có giá rất tốt bên em là 8.8 triệu. 8.8 triệu khung nhôm đẳng cấp alu X của gian, size M cho các bác từ 1m65 đến 1m75. Đấy, bộ chuyển động Shimano Alivio 9 lít 3 đĩa. Và có giá bán là 8.8 triệu, phanh dầu. Đó, 8.8 triệu bao ship toàn quốc đến tận cửa nhà cho các bác.
Bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo trên số điện thoại màn hình nhé. Để bên em tư vấn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.